Đạo diễn Dương Nghinh, biên kịch Hồng Tịnh Tuệ, Đằng Dương, với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Kiều Phi, Quỳnh Hiên trong vai Trình Gia Dương, Lý Khê Nhuế trong vai Ngô Gia Di, Trương Minh Minh trong vai Hạo Thiên, Trương Dân Long trong vai Dương Húc Đông, Châu Kỳ Kỳ trong vai Văn Hiểu Hoa, Dương Nhân Quân trong vai Châu Nam, Cao Dĩ Quang trong vai Cao Gia Minh, Mạn Tú trong vai Mẹ Kiều, Lý Đông Hằng trong vai Lý Lôi, Dương Trí trong vai Dương Lâm Lâm, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Phiên dịch viên xinh đẹp. Tập 24. Ngồi đi. Đừng sợ. Cho dù phía trước chật kín người, em làm việc của em, đừng để bị phân tâm. Em nói với bản thân mình, dịch nối tiếp cũng nhiều người như vậy, giờ chẳng qua chỉ là người bên trong phòng dịch thôi, không có gì ghê gớm hết. Anh chuẩn bị cho phát đoạn ghi âm, em nghe trước một lần, chúng ta dịch nối tiếp trước, giờ em có thể nhắm mắt lại. Biểu tượng của EU là cờ, bài hát, lời ghi nhớ, đa nguyên nhất thể, và ngày kỷ niệm là ngày 9 tháng 5. Les symboles de l'Union européenne sont le drapeau européen, l'hymne européen, la devise unie dans la diversité et la journée de l'Europe le 9 mai. Rất tốt. Bước tiếp theo em sẽ mở mắt ra được không? Thôi được rồi. Chúng ta từng bước một tiến hành. Kể từ khi đồng euro được chính thức lưu hành, nó đã trở thành tiêu chí quan trọng nhất của EU. Đồng euro liên kết người dân châu Âu lại là một. Cụ thể, vật chất và sự liên hệ. Tiêu chí quan trọng thứ ba, Hội nghị châu Âu, minh chứng cho giá trị sự thống nhất dân chủ. Từ năm 1979 đến nay, Hội nghị nghị viên châu Âu thông qua việc bầu chọn, thời gian bầu cử là một trong những thời khắc quan trọng trong việc xây dựng châu Âu. Những điều trên giúp Liên minh châu Âu đã trở thành châu Âu của quần chúng. Depuis sa mise en circulation, l'euro est devenu un symbole majeur de l'Union européenne. L'euro est le lien concret, matériel, qui unit les peuples européens entre eux. Troisième symbole important, le Parlement européen témoigne des valeurs d'unité et de démocratie. Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel. L'événement est présenté comme l'un des moments clés de la construction européenne, celui où l'Europe politique devient une Europe des peuples. Cực kỳ tốt. Tiếp theo sau, chúng ta thử dịch song song nha. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, mở mắt ra. Không sao đâu. Biểu tượng của EU là cờ, bài hát, lời ghi nhớ, đa nguyên nhất thể. Tiêu chí là l'Union européenne sont le drapeau européen. Không được.
Em không được. Em nhìn thấy bên ngoài là em mất tập trung. Đây chắc chắn không phải là vấn đề ở cơ thể, mà là vấn đề tâm lý. Lúc nãy em vẫn làm tốt mà. Nói cho anh nghe em cảm thấy thế nào. Dạ Dương, em cảm thấy rất hoang mang. Em sợ tấm kính trước mặt, chúng ta ra ngoài được không? Không được đâu, không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Em nói cho anh biết cảm nhận của em. Sao em lại sợ tấm kính này? Tấm kính này tại sao mang lại cảm giác hoang mang cho em? Em không biết, em không biết làm sao nói ra. Không được, em nhất định phải nói ra. Em thật sự không biết. Nói ra cảm nhận của em. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy lòng mình rất hoang mang. Nhìn thấy ghế xếp từng hàng ở phía trước, em cảm thấy trên đó toàn là người. Có người thì sao? Lúc nãy dịch nối tiếp vẫn đông nghẹt người. Em cảm thấy phía trên ngồi rất nhiều người. Em cảm thấy họ mang lại nguy hiểm cho em. Nhưng mẹ em. Mẹ em? Không được, Gia Dương, chúng ta ra ngoài đi. Được rồi, đi, em, chúng ta ra ngoài. Em muốn ra ngoài. Uống miếng nước đi. Nói cho anh biết, tại sao ở trong phòng dịch lại nghĩ tới mẹ của em? Em không biết. Lúc nãy em nghĩ được cái gì thì nói cái đó. Em sẽ nghĩ kỹ xem. Có lẽ đó là nguồn gốc về vấn đề tâm lý của em đó. Tại sao trong phòng dịch lại nghĩ tới bác gái vậy? Trước đây em có cùng bác gái vào trong phòng dịch không? Không có. Vậy thì tại sao? Trong phòng dịch không có gì hết. Em từ bên trong nhìn ra ngoài chỉ là từng hàng ghế ngồi. Tại sao lại nhớ tới bác gái? Em nhớ được gì? Gia Dương, hình như em đã tìm được nguyên nhân tại sao em sợ ở trong phòng dịch. Trước đây em chỉ nói với anh mẹ em bị bệnh, nhưng cụ thể bệnh gì thì em không có nói. Đại học năm thứ nhất, mẹ của em thường hay bị nấc cục. Em nghĩ có lẽ do mẹ em tiêu hóa không tốt mấy bệnh liên quan tới đường ruột. Về sau thì mẹ em bắt đầu ngất xỉu. Nhà em đưa mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ nói với gia đình em, mẹ em bị u mạch máu não. U mạch máu não nghe quen quen. Chính là công trình mà anh hai của anh đang nghiên cứu. Đúng. Về sau em mới biết gia mình chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Bác sĩ nói bệnh của mẹ em dùng đại não đè nén lên mạch máu ở trung khu thần kinh. Nếu như trong sọ não xảy ra xuất huyết, nhất định phải làm phẫu thuật. Cho dù làm phẫu thuật, chỉ có tỷ lệ 50% thành công. Tuy là phẫu thuật thành công, bệnh vẫn có thể tái phát. Giờ lúc đó, em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Khoảng thời gian đó em cảm thấy trạng thái tinh thần của mình vô cùng căng thẳng, nên em đi khám bác sĩ tâm lý rồi mới quen biết Gia Minh. Không ngờ là em phải gánh vác nhiều việc như vậy. Được rồi, những chuyện này đều đã qua. Từ đây trở đi, có bất cứ khó khăn gì, anh và em cùng nhau đối mặt. Kể từ lúc mẹ em mắc phải căn bệnh này, em rất sợ đến bệnh viện. Đến giờ em vẫn còn nhớ, lúc mẹ em làm phẫu thuật xong, có 48 tiếng đồng hồ nằm trong phòng quan sát đặc biệt tiến hành quan sát. Lúc đó em đứng ở bên ngoài, ngăn cách bởi tấm kính, nhìn mẹ em. Mẹ em nằm trong đó không biết nhúc nhích, vì làm phẫu thuật phải cạo hết tóc. Em rất muốn được ôm chặt lấy mẹ, an ủi mẹ,
nhưng bị tấm kính ngăn lại, em làm không được. Trong lòng em rất hoảng sợ. Khoảng thời gian đó em cảm thấy lòng mình trở nên trống rỗng. Anh hiểu rồi. Đó chính là nguyên nhân khiến cho em hoảng sợ. Lúc em học đại học, lần đầu tiên em vào phòng dịch, lúc đó em đã rất hoảng sợ, không thể nào phiên dịch được. Em luôn muốn trốn tránh. Cũng may luôn có anh liên tục ép em vào phòng dịch. Không thôi đến bây giờ em vẫn không biết tại sao mình lại hoảng sợ khi vào phòng dịch. Vậy là tốt rồi, tìm được nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Nếu như giải quyết không được thì sao? Lỡ như em vẫn không thể nào vào trong phòng dịch. Em coi, em lại như vậy rồi. Tối hôm qua anh còn lo đây là nỗi sợ bẩm sinh của em, hôm nay đã tìm được nguyên nhân vấn đề. Chỉ cần không phải là bẩm sinh, nhất định có cách khắc phục. Y như phiên dịch, có người tốc độ phiên dịch rất nhanh nhưng độ chính xác rất thấp, có người tốc độ phiên dịch rất chậm nhưng tỷ lệ chính xác cao. Mỗi người đều có khuyết điểm của mình. Chỉ cần cố gắng khắc phục điểm yếu của mình, điểm yếu đó sẽ từ từ giảm bớt đi. Vậy điểm yếu của anh là gì? Chính là em. Nói cho em biết, chủ nhiệm Điền cũng nhận định em sẽ trở thành người phiên dịch giỏi. Em sợ mình khiến mọi người thất vọng. Chỉ cần em không tuyệt vọng, nhất định có hy vọng. Tốt hơn rồi, cả đêm qua anh không ngủ quả thật không uổng phí. Chúng ta có được bước tiến đột phá. Đi, anh đưa em đi ăn sáng. Anh đúng là ngốc thật, tại sao ở đây đợi em cả đêm chứ? Từ giờ đến lúc diễn ra hội nghị còn một khoảng thời gian, em đưa anh về nhà trước cho anh thay đồ. Được, đi. Đi ăn sáng. Ơi trời ơi, tối qua ở trên ghế ngủ một đêm. Để em người đâu ê ẩm luôn à. Ê không. Ê nhẹ nhẹ thôi. Đủ rồi. Mỏi lắm đó. Biến thái, con đau cháo trắng cho anh để ở trong bếp. Biến thái, đừng quên, không được ngừng thuốc. Không có việc gì đừng tìm tôi. Còn nữa, chỉ được ngưỡng mộ tôi, không được yêu tôi. Alo, xin chào. Có thể giúp tôi tìm một người giúp việc biết nấu ăn không vậy? Anh à, cháu nấu sắp xong rồi. À, cảm ơn. Cuối cùng, hoan nghênh hoàng tử và phu nhân đến thăm hỏi. Với lòng nhiệt tình và thẳng thắn của quý vị, chúng tôi thành thật cảm ơn nhiều. Bienvenue à vos altesses. Je vous remercie encore une fois pour votre passion et votre générosité. Phiên dịch của các anh phản ứng rất là nhanh. Có lẽ quan trưởng do căng thẳng quên sửa lời diễn thuyết rồi. Tôi là người yêu thích thư pháp. Tôi rất thích văn hóa đại lục. Bạn của tôi nhà thư pháp Dương My Phương, ông ấy rất thích ngài Gapu. Hôm nay có viết riêng cho ngài một bức thư pháp. Mon ami calligraphe Romain Fan aime beaucoup le Gapu. Elle a fait pour vous une calligraphie comme cadeau. À Kaboul, la situation des femmes s'améliore chaque année et pas mal de femmes deviennent artistes. Et je m'engage personnellement à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et pour cette même occasion, nous pouvons profiter pour inviter hommes et femmes à visiter le Kaboul. Chữ đẹp. Ở Kaboul, địa vị của nữ giới được dần nâng cao. Có không ít nữ giới trở thành nhà nghệ thuật. Ngày ấy, bản thân tôi cũng đang cố gắng nâng cao địa vị của nữ giới. À, ông Dương My Phương rất tôn trọng nữ giới. Ông ấy có rất nhiều nữ đệ tử.
Au même temps, il y a aussi des femmes qui ciblent. Il a un grand respect pour les femmes. Có vẻ như anh tôi định lấy nhà thư pháp nữ bên anh làm lý do thực hiện bài phát biểu nâng cao địa vị nữ giới tại châu Phi. Trước đó chúng tôi không nhận được bản thảo. Không biết có thể dời bài phát biểu vào bữa tiệc tối nay được không? Anh biết đó, hoàng tử lúc nào cũng như vậy hết. Trên sân khấu xảy ra chút hiểu lầm. Dung Mi Phương là nam. Cảm phiền anh giải thích với hoàng tử. Được. Vừa rồi có chút hiểu lầm, Dương Mi Phương là nam, tôi xin lỗi. Không sao. Lấy được rồi, còn bao nhiêu thời gian? Từ giờ đến bữa tiệc còn 3 tiếng đồng hồ. Hai người mau phiên dịch đi, chút nữa tôi hiệu chỉnh lại. Được. Kiều Phi à, cảm ơn cô. Hoàng tử Gabu vì việc tôi phiên dịch lộn nam với nữ. Từ chỗ Dương Mi Phương bắt đầu nói địa vị của nữ giới, tôi thật sự không thể nào bù đắp lỗi lầm của mình. Trước đó tôi có nói với anh, cái ông hoàng tử Gabu, ông muốn làm gì thì làm. Cái tên Dương Mi Phương nghe có vẻ giống tên một cô gái. Hôm trước tôi có xem tư liệu, nghe quản trưởng nói tiệm nhà họ Dương xin chữ có nhắc đến bà Dương. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên tôi kiểm tra lại, phát hiện người đó chính là nam. Lúc đầu tôi có nghi ngờ cô, không cần thiết giúp tôi. Nè, trước đây ở chỗ ông hoàng tử tôi thê thảm hơn anh rất nhiều. Phiên dịch tiếng Pháp chúng ta đến một người là tiêu một người. Không sao đâu. Tuyến xe 218 đâu có đây đúng không? Xe của anh đâu? Để trong cơ quan rồi. Ngày mai anh đi làm bằng gì? Thì ngồi xe buýt vậy. Trên xe buýt vô tình gặp, chắc không ai nói này nọ đâu ha. Anh đâu cần phải làm như vậy. Hôm nay biểu hiện của em tốt lắm đó. Đói bụng chưa? Bên bộ phận lễ tân có để lại cho chúng ta 2 hộp cơm. Anh không ăn sao? Tới nhà anh ăn nha. Nhà anh có mì đông lạnh. Mệt mỏi cả ngày còn phải ăn đồ đông lạnh thật đáng thương. Anh qua nhà em nấu anh ăn. Đừng nấu, phiền phức lắm. Trong tủ lạnh nhà anh còn sushi nữa đó. Cũng là đồ đông lạnh thôi. Không phải là mua ở siêu thị. Anh tự làm. Wow, anh còn biết làm sushi sao? Tất nhiên, anh làm giỏi lắm. Anh còn biết làm gì nữa? Em muốn ăn cái gì? Món Quảng Đông, món Hồng Kông. Món Quảng Đông cũng là món Hồng Kông. Món Tứ Xuyên. Hay là món Nhật. Trước khi về cảm phiền dì xuống lầu mua giùm 2 phần sushi. Còn tempura, nửa tiếng nữa con về tới. Dì cứ để đó rồi về nhà. Cảm ơn nha. Em ngồi ghế để anh một lát. Để em giúp anh. Không cần, em ngồi đợi được rồi. Để em đợi lâu. Đói rồi phải không? Đơn giản nhưng mà đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe đó. Dạ. Rượu Chavo Blanc. Em biết hả? Thích không? Điểm đặc trưng của loại rượu này và lịch sử của nó em có thể nói cho anh cả buổi. Hình như em chỉ uống qua có một lần. Sao chỉ uống có một lần vậy? Vì đa phần ai cũng thích Lafite. Có gù riêng. Gù riêng đó. Một nhà lý luận như em từ lúc nào trở thành chuyên gia rượu giang vậy? Em hả? Xem gì uống rượu giang như học từ mới. Uống một lần, em phải ghi nhớ đặc tính của nó, rồi sau đó đọc thêm những quyển sách chuyên môn. Cho dù chưa uống qua cũng phải tỏ ra mình là người sành điệu. Ví dụ xem. Ví dụ, năm 2010 là năm tốt sản xuất rượu giang. Thế nào,
Chuyên nghiệp quá ha. Đúng vậy. À, vừa đúng lúc. Người trong tiệm nói tempura mà nguội thì ăn không ngon đâu, cho nên tôi mang sushi lên trước rồi xuống dưới mua tempura lên. Hai cô cậu từ từ, tôi về trước nha. Không biết lý luận cũng có thể làm sushi. Nè Di. Hả? Qua đã. Mẹ con một tháng trả cho dì bao nhiêu? 3.500. Đây là 4.000. Tiền lương tháng này dư ra 500, là tiền dì chăm sóc cho anh hai con. Có gì đâu. Mẹ cậu mời tôi một ngày nấu 3 bữa cho cậu, làm đâu cũng vậy mà. Còn nữa, ngày mai dì không cần tới chỗ con, dì lo chăm sóc cho anh hai tới khi nào tay của anh hai lành lại, tiền lương tới chỗ con nhận. Vậy không nhận tiền lương của mẹ cậu nữa hả? Đúng vậy. Sau khi tay của anh hai con lành lặn, dì không cần qua chỗ con, vì chỗ con sau này không cần người giúp việc nữa. Sao được? Tôi nói với Trường tổng, bà nhất định không chịu đâu. Lần này bà ấy đồng ý. Có phải tôi nấu cơm không ngon không? Không có. Không phải vấn đề là ở gì, vấn đề là ở con. Trong công việc có sự điều động nhân sự, con phải ra nước ngoài. Cậu đi nước ngoài thiệt hả? Đúng. Ăn đi. Lúc nãy anh không cần phải đóng cửa, cách âm kém quá. Anh biết tự chăm sóc cho mình. Ừ. Em biết anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Một mình anh sống ở Thụy Sĩ lâu như vậy nhất định làm được. Khi nào anh đi? Đi đâu? Đi nước ngoài. Anh nói như vậy chỉ là muốn dì ấy không buồn lòng thôi. Anh không có đi. Anh, dì em mà bất đồng cãi nhau với gia đình đúng không? Em lại suy nghĩ lung tung rồi. Có phải anh hai nói gì với em không? Thật ra em có nghĩ qua. Em là sinh viên thực tập của anh. Anh tốt với em, người khác sẽ nói là anh thiên gì. Anh nghiêm khắc với em, người ta cũng nói anh làm mổ làm tịch. Vì vậy chỉ cần em ở bên anh, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Mọi người sẽ lấy việc hai chúng ta đến với nhau ra để bàn luận. Anh không quan tâm, cũng như không sợ. Anh đâu cần phải quan tâm người ta nói gì về anh đâu. Anh chỉ nghe theo lời trong tận đáy lòng của mình thôi. Đúng rồi, anh có việc này cần nói với em. Về việc em sợ vào trong phòng phiên dịch đó, anh có hỏi qua một người bạn chuyên ngành tâm lý học. Họ cho rằng là vấn đề của em cần sự hỗ trợ chính thức, tích cực đối mặt, phải vào trong phòng dịch luyện tập nhiều hơn. Em không muốn tích cực đối mặt. Giờ là lúc ăn cơm, anh nói cái này với em làm gì chứ? Em đừng có chỉ biết trốn tránh thôi. Đây là vấn đề chúng ta cần giải quyết. Chuyện em hoảng sợ trong phòng dịch, anh nhất định sẽ giúp em vượt qua. Bởi vậy, kể từ ngày mai, mỗi ngày anh đưa em vào phòng dịch một lần. Trời, em vào trong nhiều, tự nhiên cảm thấy đó là một việc bình thường. Em sẽ không cảm thấy có gì phải lo sợ hết. Ít ra, khi nghe từ phòng phiên dịch, em không có phản ứng dữ dội gì. Trời ơi, đừng nói nhiều nữa. Nào, cạn ly. Chúc em sớm ngày khắc phục được nỗi sợ trong phòng phiên dịch. Không đâu, em từ chối. Alo, Kiều Phi. Tôi là bác sĩ Trương. Ông ấy kêu tôi có việc gì trực tiếp liên lạc với cô. Bác sĩ Trương, có phải tay của mẹ tôi? Không phải. Hôm nay lúc mẹ cô tới tái khám bị ngất xỉu, sau đó trở lại bình thường. Tôi đưa bà ấy tới khu thần kinh ngoài kiểm tra, vẫn là căn bệnh cũ.
là khối u trong mạch máu não. Tôi nhớ cô từng nói với tôi, cô muốn mẹ cô được phẫu thuật tại Thượng Hải, có đúng không? Đúng. Bác sĩ kêu tôi chờ đợi cơ hội, vì khối u mạch máu nằm gần trung khu thần kinh, bởi vậy mức độ nguy hiểm rất cao. À, đúng vậy. Chủ nhiệm Lý khoa thần kinh ngoại bên chúng tôi cũng nói vậy. Cô không cần quá lo lắng đâu. Hình chụp CT của mẹ cô cho thấy tình hình bà ấy rất ổn, dành máu rất sạch. Nhưng ông ấy biểu tôi nói với cô, mẹ cô xuất hiện tình trạng ngất xỉu, phần não bộ chính bị thấm máu, chứng tỏ gần đây có sự chuyển biến không tốt. Mọi thứ đang được quan sát. Nếu các mạch máu còn xuất hiện tình trạng xuất huyết, phải lập tức làm phẫu thuật ngay. Được, tôi lập tức quay về. Cô không cần gấp đâu. Tôi kiến nghị cô nên liên lạc bệnh viện bên Thượng Hải trước, xác định phương hướng mới đón mẹ cô tới. Tôi gọi điện là để cho cô có tâm lý chuẩn bị. Phẫu thuật nhất định phải làm. Cô là người thân, cần nắm bắt tình hình, nhưng không cần quá lo, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Với lại, trong lòng mẹ cô là tất cả của bà ấy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Trương. À, được. À, bye bye. Mẹ em xảy ra chuyện gì? Còn giấu anh nữa. Cách âm không tốt em quên rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Em không muốn liên lụy anh. Ít ra anh có thể giúp em liên lạc với Mori, giúp em tìm bác sĩ. Anh biết không, bệnh của mẹ em không phải đơn giản kiếm một bác sĩ tích góp đủ tiền để làm phẫu thuật là có thể làm phẫu thuật được. Tuổi tác của mẹ em và bệnh tình hiện giờ, nếu như muốn làm phẫu thuật loại này phải nắm chắc tỷ lệ thành công. Mọi người đều nói với em, làm phẫu thuật biết đâu thành công chỉ là giữa sự sống và cái chết. Anh yên tâm, áp lực về mặt kinh tế và về mặt tinh thần em tự mình gánh được, không làm liên lụy anh. Đứng lên. Ý em nói không muốn làm liên lụy tới anh là tình cảm giữa hai chúng ta chưa đủ sâu đậm để em làm liên lụy anh. Những lời như vậy mai mốt không được nói nữa. Việc của em chính là việc của anh. Em chịu làm liên lụy anh rất vui mừng. Đừng sợ, có anh ở đây, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chill.
Kiều Phi, em đừng gấp. Chụp hình CT của mẹ em có thể gửi chuyển phát nhanh lên Thượng Hải không? Được rồi, ngày mai em qua bệnh viện gặp anh. Được. Gia Dương, cậu tìm tôi. Có chuyện gì không? Chuyện gì mà? Không biết là ông còn nhớ, trước đây có một phái đoàn Thụy Sĩ đến, trong đó có một ông bác sĩ tên là Mori. Ồ, cậu tìm ông ta. Cậu có thể đến bộ phận lễ tân hỏi coi. Lúc đó tôi có lưu lại số điện thoại trợ lý của ông ta. Bây giờ tôi gọi qua số đó không còn dùng nữa. Tôi có hỏi những bác sĩ khác, họ đều nói ông ta đi châu Phi rồi. Ê, vậy là khó tìm đó. Hay là cuối tháng này cậu sang Thụy Sĩ, trực tiếp tới bệnh viện ông ta hỏi xem. Cuối tháng? Đúng. Đi Thụy Sĩ? Thời gian đã được quyết định. 15 ngày sau cậu xuất phát. Nhanh vậy sao? Còn nhanh sao? Cậu đã đợi mấy năm rồi mà. Khoảng thời gian này cậu có thể xin nghỉ phép. Những gì cần sắp xếp cậu lo tranh thủ sắp xếp đi. Chủ nhiệm Trình. À, chủ nhiệm à. Ờ, lần này có thể không phái tôi đi Thụy Sĩ được không? Tại sao chứ, cơ hội tốt như vậy mà. Dạ, tôi có chút việc. Có việc gì quan trọng hơn sự nghiệp của cậu đây? Hiếm khi có cơ hội được phái đi nước ngoài, không phải cầu là có được đâu. Tôi biết cơ hội rất quan trọng, nhưng tôi cảm thấy mình chưa làm tốt công việc chuẩn bị. Gần đây trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi không muốn đi quá xa. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Một người rất quan trọng đối với tôi đang bị bệnh. Mẹ cậu? Không phải là mẹ tôi. Ba cậu và Trương Tổng đã biết quyết định của cậu chưa? Những gì của tôi tự quyết định. Đừng vội ra quyết định như vậy, cậu hãy suy nghĩ cho thiệt kỹ đi. Coi cái gì mà chăm chú vậy? Chế độ quân chủ tại châu Phi. Chiều nay không có phiên dịch, mọi người xuống phòng dịch luyện tập đi. Mình đi. Ông Điền, tôi rất tốt. Ông Trình hả? Ông cũng rất là tốt. Nhà của chúng tôi đều rất tốt. Có chuyện gì vậy hả? Ông muốn nhà chúng tôi có ai đó bị bệnh hay sao? Cái gì? Gia Dương không đi nước ngoài. Về việc đó thì tôi cũng có biết. Không phải trong nhà. Được rồi, được, chúc ông dồi dào sức khỏe. Vào đi. Trương Tổng. Ý, sao chị đến đây? Chị chưa nhận được tiền lương hả? Nhận được rồi. Tôi tới để trả lại tiền lương. Gia Dương đã đưa cho tôi, bà đưa thêm nữa là dư. Nó nói gì vậy? Cậu ấy nói mai mốt tiền lương của tôi cậu ấy tự trả, yêu cầu tôi sang chăm sóc cho Gia Minh. Khi tai của Gia Minh hoàn toàn hồi phục, cậu ấy tìm công việc mới cho tôi. Công việc mới hả? Có phải cậu chủ ra nước ngoài làm việc không? Tôi không biết. Theo tôi đoán có lẽ cậu chủ đang hẹn hò yêu đương nên thấy ngại. Hôm qua cậu chủ có đưa một cô gái về nhà trông đẹp lắm. Có phải cô gái ở kế bên nhà Gia Minh? Tôi không biết ai sống kế bên nhà Gia Minh hết. Đúng rồi, tay của Gia Minh thế nào? Mỗi ngày cậu ấy đều luyện tập khâu chỉ, nhưng mà khâu mãi vẫn không được, trông vất vả lắm. Cái thằng này sao nó cố chấp quá. Trong bệnh viện đâu phải chỉ có một mình nó là bác sĩ ngoại khoa, tại sao phải cố sức như vậy chứ?
Chủ nhiệm, tôi kêu cậu nghỉ ngơi mà. Ở nhà buồn quá. Cậu đó, để cậu làm vài ca phẫu thuật là cậu hết buồn ngay à. Ngồi đi. Lần này tôi tới tìm ông, muốn nói với ông việc trước đây. Tay của tôi hồi phục không được tốt lắm. Phẫu thuật hôm trước rất thành công mà. Có lẽ lúc tôi phẫu thuật quá chú tâm, cảm thấy không sao. Phẫu thuật xong thì không được. Vậy à, để tôi sắp xếp chuyên gia của bệnh viện khám cho cậu nha. À, chủ nhiệm à, tôi muốn quan sát thêm một khoảng thời gian. Dù gì vết thương của tôi chỉ vừa mới lành. Giả lại, tạm thời tôi không muốn người khác biết. Được, tôi hiểu rồi. Chủ nhiệm à, có việc này tôi muốn nhờ ông đó. Tôi có một người bà con, bà ấy bị khối u mạch máu ở trung khu thần kinh, lâu nay đang đợi cơ hội để làm phẫu thuật. Nếu có thể, tôi muốn nhờ ông cùng bác sĩ Murray làm kiếp mổ chính trong phẫu thuật. Vốn dĩ tôi định đưa bà ấy sang Thụy Sĩ làm phẫu thuật, nhưng mà tôi sợ áp lực máy bay nè, rồi gây ảnh hưởng tới các mạch máu trong sọ não nữa. Cái cậu lo lắng là đúng rồi. Loại phẫu thuật này tôi kiến nghị thực hiện trong nước. Hiện nay trình độ y học trong nước của chúng ta, nhất là điều trị lâm sàng, là một trong những nước đứng đầu trên thế giới. Còn về bác sĩ mổ chính, cậu cũng biết rồi, tôi có một khoảng thời gian không đụng tới phẫu thuật. Làm loại phẫu thuật này, quan trọng nhất phải phối hợp. Nếu tay cậu không bị thương, cậu trong bệnh viện chúng ta, thậm chí Thượng Hải là người thích hợp nhất làm loại phẫu thuật này. Giờ trong bệnh viện ta, kinh nghiệm về mặt lâm sàng ngoài cậu ra, người còn lại chính là bác sĩ Triệu Kim Lương. Cậu có thể thương lượng với ông ta. Chủ nhiệm, vậy để tôi suy nghĩ lại. Cô bị sốt một câu. Đúng vậy ha. Cô bị sao vậy? Hồn phách để đâu á? Mình thấy hôm nay kỳ lạ lắm. Ngày nào cũng vậy. Tôi đi toilet một chút. Tìm anh hả? Anh à, có phải đã ấn định thời gian anh được phái đi nước ngoài? Sao vậy? Em sẽ chăm chỉ làm việc, anh không cần lo. Khi được nghỉ phép thì em sẽ đi thăm anh. Em đi thăm anh hả? Tốt vậy. Vì chuyện này mạo hiểm chạy tới đây sao? Em lo lắng cho anh. Có gì phải lo lắng đâu. Tan ca đợi anh. Em đã có hẹn rồi. Hẹn với ai? Liên quan tới bệnh của bác gái. Vậy người đó là ai? Quan trọng hơn cả anh hay sao? Là Ngô Gia Di. Còn ai nữa chứ? Em đã hẹn với cô ấy trước. Vậy hẹn ở đâu? Anh đi đón em. Vẫn chưa biết đi đâu. Khi nào xong rồi em gọi anh. Được. Tối nay anh ở nhà đợi em. Mau về đi. Mau lên. Chỗ này là nơi bị thấm máu, rõ ràng có một vết chấm. Nếu gì bị ngất xỉu thêm lần nữa, tình hình sẽ xấu đi. Bây giờ bác sĩ chích thuốc, giúp tan vết máu bầm. Không làm phẫu thuật thì không thể nào ngăn chặn. Nếu khối u bị ép dở, có thể dẫn đến diệt dở luôn cả mạch máu. Bởi vậy phải mau chóng làm phẫu thuật. Chuyển lên bệnh viện tại Thượng Hải quan sát 2-3 ngày. Đợi chỗ thấm máu được làm sạch, lập tức sẽ làm phẫu thuật. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Kỳ Phi, em biết đó, làm phẫu thuật không thể 100%, nhưng mà em đừng có quá lo hả? Chi phí. Bản chất thực của em lại quay về. Anh nói gì vậy? Con diếm Kiều Phi lại sùa gai của nó lên, không để người khác tiếp cận. Anh còn nhớ lúc mới quen biết em, mẹ em mới bị mắc căn bệnh này. Em như bây giờ, một mình gánh hết mọi áp lực lên người. Bình tĩnh trông thật đáng sợ luôn. Không để cho ai đụng vào lòng tự tôn quý báu của em. Em đừng như vậy Kiều Phi à.
Em làm vậy chỉ khiến cho người quan tâm em bị tổn thương thôi. Giờ em không muốn nói chuyện này với anh. Chi phí làm phẫu thuật tổng cộng bao nhiêu? Ít nhất 250 ngàn. Chi phí cho ca mổ khoảng 70 ngàn. Còn phải mời chuyên gia nữa. Sau khi làm phẫu thuật phải thở dưỡng khí cao áp 100 ngàn. Hồi phục phần xương đầu cần 80 ngàn. Chỉ cần dùng thuốc nội địa, không có dùng thuốc ngoại nhập. 250 ngàn. Anh có thể giúp em chuyện tiền bạc. Không cần. Vấn đề tiền bạc em sẽ tự nghĩ cách. Vậy để Trịnh Gia Dương giúp em đi. Nó là bạn trai của em mà, danh chính ngôn thuận. Nó không giải quyết ai giải quyết. Anh gọi điện cho nó. Ê, đừng mà. Hiểu rồi. Em không có nói em tới đây phải không? Xem ra đây là bí mật của chúng ta. Nếu anh dùng cái này uy hiếp em, em có thể xem xét làm bạn gái của anh không? Anh đừng nói bừa. Anh không phải loại người này. Vậy anh là loại người gì? Anh là người không muốn nhìn thấy em đau lòng khổ sở. Còn Trịnh Gia Dương, sao nó không muốn giúp em chia sẻ gánh nặng chứ? Nó là bạn trai của em mà. Sao anh ta có thể để em một mình gánh hết mọi thứ chứ? Gia Dương sắp được phái đi Thụy Sĩ rồi. Vậy em không muốn nói việc này với ảnh. Không muốn làm phiền ảnh. Làm phiền? Là ý của em hay là ý của nó? Việc này không cần anh lo. Em chỉ cần anh giúp em tìm bác sĩ làm phẫu thuật cho mẹ em. Chi phí em sẽ tự mình nghĩ cách. Kiều Phi, em biết đó. Chỉ cần em lên tiếng, anh bằng lòng giúp em. Cái gì anh cũng bằng lòng. Gia Minh, anh cũng biết tính em. Giờ Gia Dương là bạn trai của em. Em không muốn làm liên lụy ảnh. Cá tính này của em, có người đã cho rằng em quá tốt với người khác. Người khác cảm thấy em quá đề cao bản thân. Em có biết anh nghĩ em thế nào không? Mặt anh nghĩ thế nào? Anh cảm thấy em có cả hai. Một là em quá hiền lành, luôn nghĩ thay cho người khác. Mặt khác em quá cố chấp, quá đề cao bản thân. Không sao. Cho dù Trình Gia Dương không thể dựa dẫm được, vẫn có anh ở đây. Có gì anh giúp được em, em cứ nói cho anh biết. Em thật sự có một việc muốn anh giúp đỡ em. Nhất định. Liên quan tới chi phí phẫu thuật, anh nhất định không được nói với Gia Dương biết. Giữ bí mật cho em. Được. Nhưng điều kiện là anh trả chi phí ca mổ. Tiền đó em không nhận. Em sẽ tự mình nghĩ cách. Em cứ như vậy hoài. Còn nhớ trước đây em suýt chút mắc phải căn bệnh trầm quốc. Kiều Phi, lòng tự tôn quá cao đã biểu hiện của sự tự ti. Có lẽ em đang tự lừa dối bản thân mình. Trong lòng em biết rõ em với Trịnh Gia Dương không cùng một loại người. Tình yêu của hai người như đóa hoa trong phòng kính, gặp phải mưa gió là bị quỷ nát ngay. Bởi vì em không dám để cậu ta trải qua khảo nghiệm. Kết thúc tại đây, em về trước. Đừng tự lừa dối mình nữa.追上你以后。